Hôm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thuận An đã tích cực vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy vai trò gương mẫu, tình nguyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nổi bật nhất là thực hiện các mô hình phong trào như Phụ nữ Thuận An ứng xử văn minh, sống nghĩa tình, vận động chị em hội viên tham gia giúp người dân kích hoạt định danh điện tử, mô hình xe đạp xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, mô hình mỗi chi hội một tuyến đường tự quản. Trong chương trình kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội đã trao quyết định về việc công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thuận An. Tiếp đó, Quỹ Từ thiện Kim Oanh trao bảng tượng trưng hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trị giá 240 triệu đồng. Trong chương trình chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Giáo đã tuyên dương và khen thưởng cho 19 gương cán bộ hội cơ sở tiêu biểu trong công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2023. Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Phụ nữ Phú Giáo khởi nghiệp trên nền tảng số và trao quyết định công nhận hội viên danh dự cho ông Hoàng Quốc Hương, cán bộ hưu trí có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng 10 trẻ em mồ côi năm thứ hai với số tiền 120 triệu đồng. Trong tổng số tiền cam kết hỗ trợ 5 năm cho 10 trẻ là 600 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện